Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập automation trong hệ thống nhà thông minh của Xiaomi. Thì automation nó là gì? Nó là những cái thao tác tự động hóa. Ví dụ ở đây ha, là chúng ta đang có cái cảm biến cửa Xiaomi nó gắn ở đây. Và nếu mà mình mở cái cửa ra thì cái đèn kia nó sẽ sáng lên. Và nếu mình đóng lại thì cái đèn nó sẽ tự động tắt đi. Thì khi mà bạn, ví như bạn đi chơi tối về hay bạn đi làm buổi tối về mà có cái automation này, thì bạn mở cửa vô thì bạn sẽ thấy được ánh sáng, tiện hơn cho việc mở cửa rồi treo chìa khóa này nọ trước khi bạn bật những hệ thống đèn khác lên. Làm lại lần nữa ha, mở cửa ra, đóng cửa lại. Đó, thì Xiaomi họ hỗ trợ làm cái việc này rất là tiện ngay trên app luôn. Bây giờ các bạn hãy mở cái app của Xiaomi ra. Bạn chuyển qua cái tab tự động này thì bạn sẽ thấy được những cái automation mà bạn đã setup. Thì giờ chúng ta sẽ tạo một cái automation mới. Cái nếu ở đây có nghĩa là điều kiện. Thì điều kiện của chúng ta trong trường hợp này đó, trường hợp này đó là cửa mở ha. Nhớ điều kiện là cửa mở. Có thể nếu mà bạn xài cảm biến khác thì nó sẽ có điều kiện về nhiệt độ, rồi điều kiện về có người hay không chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ làm cái vụ cửa mở, đó là cảm biến cửa ra vô, thì bạn chọn vào và đo open, tức là cái cửa của chúng ta được mở thì nó làm cái gì. Thì bây giờ bọn mình sẽ bật cái đèn lên đúng không, thì mình sẽ chọn là cái đèn sofa của mình đi, và mình chọn là turn on. Đây có nghĩa là đèn sẽ bật như vậy, tức là khi mà cửa mở thì đèn sofa của mình sẽ bật đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhấn ok là cái automation này nó sẽ được setup cho bạn. Bạn có thể đặt tên lại cho nó dễ hiểu ha, đây mình chọn tạm như vậy. Ngoài ra thì bạn còn có thể add thêm nhiều cái điều kiện khác nhau nữa. Ở đây mình chỉ chọn mỗi cái điều kiện là cửa mở mà thôi. Bạn có thể thêm điều kiện ví dụ như là trời phải đang tối chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ thử nè. Chứ nếu không thì trời sáng bạn mở cửa nó cũng mở đèn luôn, thì hơi hao điện chẳng hạn. Đó, thì giờ mình nhấn vào thêm. Ở đây mình sẽ chọn là khi đáp ứng tất cả các điều kiện, hoặc là đáp ứng một điều kiện. Đáp ứng một điều kiện đó là hoặc, tức là hoặc cửa mở hoặc là trời sáng, xin lỗi bạn, hoặc là trời tối thì nó sẽ áp dụng ngay. Mà ở đây mình muốn là cửa mở nhưng mà trời phải tối mới được, tức là điều kiện em, điều kiện và đó, thì mình sẽ chọn đáp ứng tất cả các điều kiện. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục setup. Ở đây á, là mình sẽ chọn cái Mi Control Hub. Mi Control Hub là cái bộ điều khiển cho cái cảm biến cửa của mình. Và ở trong đây thì nó có một cái chế độ tên là Indoor, tức là nó có một cái cảm biến ở trong cái hub đó để nó biết được là trời có sang sáng hay tối. Thì ở đây mình sẽ chọn là chỉ bật khi mà trời tối. Đó, có hai điều kiện ở đây. Nhấn ok. Rồi xong, vậy là bạn đã có thể tạo được một cái automation của bạn rồi. Và bạn có thể đi ra thử mở cửa để mà bạn thấy được cái kết quả đó. Rất là đơn giản đúng không? Thì trên app Xiaomi bạn có thể làm được đâu đó 80% những cái automation mà bạn có thể nghĩ ra. Có những cái phức tạp hơn thì nó không làm được, thì đâu đó cần tới hệ thống home assistant bên ngoài. Nhưng mà với đa số nhu cầu thì mình thấy là app Xiaomi có thể làm được rồi. Và bạn có thể làm automation cho rất nhiều thiết bị khác nhau ha, miễn là nó nằm trong hệ sinh thái Xiaomi và bạn link nó được vào cái app Mi Home là ok. Rồi, cảm ơn các bạn.